Chào mừng quý vị đang đến với kênh VN Youtuber Thưa quý vị, gần đây mạng thâu theo có bài viết bình luận về lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam Đồng thời nói rằng trước đây tăng thiết giáp Việt Nam được kính nể e sợ ở Đông Nam Á Và đặc biệt là bán đảo Đông Dương Tuy nhiên hiện nay tình thế đã thay đổi Vì ngay cả Campuchia cũng đã nhập khẩu nhiều xe tăng hiện đại từ nước ngoài Trong khi Việt Nam vẫn đang dựa chủ yếu vào các xe tăng T-54-55 được nâng cấp lên T-54-M Bài viết nói như sau. Nói về quy mô thì tăng thiết giáp Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á. Tính toán sơ lược có khoảng 1.000 xe các loại. Trong đó có cả loại hiện đại như T-90 và cũng có khoảng 400-600 đến 600 chiếc M41 và M48 là hàng Mỹ thu được sau năm 75. Tuy nhiên các xe tăng Mỹ thiếu linh kiện thay thế nên sau cuộc chiến tranh với Campuchia, Việt Nam đã đem hết các loại này vào kho niêm cất. Hiện nay lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam lấy xe tăng xuất xứ Liên Xô, Nga và Trung Quốc làm chủ đạo. Việt Nam là đất nước lấy nông nghiệp, công nghiệp nhẹ và gia công làm chủ đạo. Công nghiệp nặng còn yếu, cho nên không thể tự chế tạo những vũ khí phức tạp như xe tăng. Nếu mất nguồn cung cấp trang bị nặng, thì số lượng bổ sung sẽ càng ngày càng ít. Trong giai đoạn giữa những năm 90, đất nước vừa bắt đầu cải cách mở cửa, cũng không có tiền, nên Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội khi vũ khí Nga bị bán tháo với quy mô lớn. Nghe nói rằng trước năm 2000, xe tăng T-72 phiên bản cơ sở chỉ có giá 600.000 đô la một chiếc. Do đó Việt Nam đã bỏ lỡ thời cơ nâng cao chất lượng trình độ trang bị của lực lượng tăng thiết giáp. Tuy nhiên Việt Nam cũng đồng thời phải đối mặt với những thách thức của cuộc cách mạng quân sự mới. Trang bị quá lạc hậu sẽ giống như Iraq không chịu nổi một đòn. Không có tiền mua trang bị mới thì phải bỏ công ra để cải tiến trang bị hiện có. Vừa may là những xe tăng T-54-55 và T-59 có số lượng khá nhiều. Đồng thời Nga và các nước Đông Âu cũng còn tồn khá nhiều linh kiện của các loại xe tăng này. Như vậy, thông qua cải tạo nâng cấp vẫn có khả năng nâng cao sức chiến đấu của những xe tăng đó. Sau khi so sánh giá của phương án nâng cấp do ba đơn vị nước ngoài đề xuất, Việt Nam chọn phương án nâng cấp 5T-54M của công ty IMI của Israel và bắt đầu nâng cấp các xe tăng T-54A và T-55. Kế hoạch nâng cấp tiến triển khá nhanh. Nhiều đơn vị tác chiến lần lượt được thay đổi trang bị. Chương trình nâng cấp này thay đổi khá nhiều tính năng của T-54-55. Ví dụ, lắp đặt giáp phản ứng nổ để nâng cao khả năng đối phó đạn xuyên giáp. Trước khi cải tiến, lớp giáp trước của xe và chính diện tháp pháo có độ dày từ 100 ly đến 200 ly. Sau khi nâng cấp, ngoài việc lắp đặt giáp phản ứng nổ, còn tích hợp thêm các lớp giáp gốm sứ bên ngoài để đạt đến mức độ bảo vệ tương đương với độ dày 350 ly thép đồng nhất. Khả năng phòng ngự được nâng cao, lại trang bị thêm các thiết bị nhìn đêm vi quang thế hệ 3. Tuy rằng thiết bị này so với thiết bị ảnh nhiệt hồng ngoại bị động vẫn còn kém xa, nhưng so với đèn pha hồng ngoại chủ động ở nguyên gốc là đã tiên tiến hơn nhiều. Ít nhất là trong khi di chuyển và tác chiến ban đêm, xe tăng sẽ không giống như dơ lên một ngọn đuốc nhưng T-54M vẫn giữ lại pháo chính D-10T mà không thay thế sang loại pháo chính 105 ly L-7 như nâng cấp của nước Anh. Nguyên nhân chủ yếu là lượng pháo 100 ly của xe tăng còn tồn trữ nhiều. Hơn nữa, số lượng pháo chính cần thay thế khá lớn, ít nhất là 400 khẩu. Nội địa không tự sản xuất được phải nhập khẩu nên chi phí sẽ lớn. Xe tăng T-54M khẳng định là có khả năng tác chiến cao hơn phiên bản gốc nhưng cũng không giúp nâng cao đáng kể năng lực tác chiến của bộ đội tăng thiết giáp Việt Nam. Bởi vì ngay cả Campuchia cũng đã nhập khẩu gần 200 xe tăng T-79 của Trung Quốc và đã nâng cấp thêm nên năng lực tác chiến khẳng định là mạnh hơn T-54M. Đông Nam Á, đặc biệt là bán đảo Đông Dương, các quốc gia hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ý kỵ bộ đội tăng thiết giáp Việt Nam. Nhưng thông qua nhập khẩu xe tăng nước ngoài thì cục diện này đã có thay đổi. Đồng thời bước vào thế kỷ 21, tên lửa chống tăng cá nhân đã phát triển mạnh. Năng lực đột kích của bộ đội tăng thiết giáp Việt Nam do đó đang dần dần suy giảm. Quý vị thân mến, trên đây là nội dung chính của bài viết trên thấu théo. Các so sánh về các loại xe tăng tôi xin phép không bàn luận vì với các phương tiện chiến tranh thì chỉ có mang ra đối kháng thực tế mới biết được hiệu quả. Sự so sánh trên giấy tờ là rất khó vì hai lẽ. Thứ nhất, các tính năng kỹ chiến thuật của vũ khí trang bị không bao giờ lại được công khai một cách đầy đủ và chính xác thứ hai là luôn có khoảng cách rất lớn từ tính toán lý thuyết của nhà sản xuất với hiệu quả thực tế trong sử dụng nếu nói chung về lực lượng tăng thiết giáp việt nam thì phải thừa nhận là cơ bản vẫn sử dụng các phương tiện đời cũ đã dùng hàng chục năm đồ cũ thì tất nhiên tính năng kỹ thuật đã có nhiều chỗ lạc hậu không đáp ứng được thực tế do đó đặt ra đòi hỏi phải đổi mới cải tiến nhưng xét ở một mặt khác thì chúng ta lại thấy trong chiến tranh Nga-Ukraine hiện nay không có loại xe tăng nào chống chọi hiệu quả với tên lửa chống tăng. Bên phía Nga thì từ T-72, T-80 đến T-90 đều đã bị bắn cháy. Còn bên phương Tây, loại xe tăng Leopard 2 của Đức viện trợ Ukraine vừa đến chiến trường đã bị bắn cháy một số. Thực tế này chứng tỏ rằng ở thời điểm hiện nay, tên lửa chống tăng đang mạnh hơn xe tăng và các công nghệ chế tạo xe tăng đang bị tụt lại phía sau so với công nghệ tên lửa chống tăng. Trước tình huống này, việc xây dựng lực lượng tăng thiết giáp và xây dựng học thuyết tác chiến cho xe tăng đang là vấn đề được giới nghiên cứu quân sự cả thế giới xem xét lại để thích ứng với hoàn cảnh mới. Do vậy, việc xây dựng phát triển lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam trong tương lai chắc hẳn sẽ có những điều chỉnh dựa trên các tri thức mới. Chương trình hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại